lớp 10 sẽ hủy nhanh chóng trong phòng đoàn để đăng ký nhạc. Nếu lớp nào chưa đăng ký bài hát, xin kính mời đến phòng đoàn để đăng ký. Xin nhắc lại, chi đoàn nào chưa đăng ký bài hát, nhanh chóng đến phòng đoàn để đăng ký. Chi đoàn VC2 chuẩn bị